Minh Toàn xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại cung quy hoạch triển lãm hội chợ của tỉnh Quảng Ninh. Một ngôi nhà có thể nói là một ngôi nhà có hình dáng là đẹp nhất nhì ở Hạ Long, Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn sẽ trân trọng mời cô chú, các anh chị chúng ta hãy vào tham quan phía trong của cái ngôi nhà hình cá heo hay là hình ốc sên này, xem bên trong nó như thế nào nhé. Ở đây ngoài phía quảng trường này thì đang bán hoa và các cây cảnh. Ở đây có cái chắc chuẩn bị là có cái hội chợ hay gì nên thấy trang trí cái hệ thống này, sân khấu này khá là đẹp, khá là to luôn. Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong cái phía trong này. Đường vào trong này thì nếu mà khi các bạn mà đi vào thì có chỗ gửi xe trước mặt của chúng ta. Thì vào đây thì lần đầu tiên là Minh Toàn vào cái cung quy hoạch này, không biết là vào đây có thể mua vé không. Mình xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng lên để xem nhé. Đấy, đường lên của nó khá là rộng. Có cái cổng chính luôn mở, một cổng chính luôn mở ở đây. Trên này thì nó làm đi xung quanh, cái hành lang xung quanh khá là rộng. Đây, mô hình cá heo. Em ơi, anh muốn tham quan ở đây thì có phải mua vé hay gì không em? Vâng, cháu anh muốn có nhu cầu tham quan phải không? Đúng. Thì bên em đang tổ chức tham quan miễn phí, đang mở cửa tham quan miễn phí cho anh. Anh làm thủ tục đăng ký vào đây. Rồi. Xin hỏi là anh có giấy tờ tùy thân hay không? Có. Ở đằng trước anh thấy cái làm sân khấu lớn lớn đấy là làm gì em nhỉ? Đang chuẩn bị hỗ trợ ông Quốc. Ok, anh để lại bằng lái xe được không? Mình không thân. Vâng. Đây. Thứ nhất là địa chỉ anh đến. Được chưa? Rồi, khi mà tham quan em sẽ phổ biến một chút về nội quy tham quan tại đây. Công trình này tên là cung quy hoạch hỗ trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh, cũng bên trong là giới thiệu về quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gồm có 4 thành phố và các huyện thị xã. Thì trong quá trình tham quan chúng ta đề nghị anh chúng ta không nhảy tầng cầu thang máy, không vượt qua khu vực này, chỗ nhỏ để khu vực khác và không sờ vào. Đây là lối vào và cũng sẽ là lối ra thời gian tham quan của anh là 30 phút. Nó một tầng hay hai tầng? Chỉ một tầng. Rồi, anh cảm ơn. Wow, đây là một cái mô hình của cái nhà này. Khá là đẹp luôn không? Nhà này là hình thì giống như hình cá heo ấy. Đây, bây giờ chúng ta đã đi vào đây. Khi vào đây thì bây giờ là đang trong thời gian miễn phí vé, và bình thường là chúng ta phải mua vé. Và về giá vé thì mình toàn là chưa hỏi, nhưng mà chắc nó cũng không mắc đâu. Miễn phí thì khi chúng ta vào thì chúng ta làm thủ tục ghi tên, để lại một giấy tờ tùy thân tại quầy lễ tân.
xong chúng ta sẽ tự túc đi vào. Đây là phía bên trong của cái ngôi nhà. Đây là cái, không biết đây là cái gì mà cái mô hình này khá là khó đẹp. À, đây là mô hình của thành phố Hạ Long. À, mô hình thành phố Hạ Long được trưng bày trong này luôn. Đây là khung quy hoạch và triển lãm của tỉnh Quảng Ninh. Đó. Thời gian tham quan là chỉ được 30 phút thôi các anh chị. Đó, trong này có các cái mô hình khá là đẹp. Đây chúng ta sẽ xem mô hình bên này nó hình của cái gì. Đây là các mô hình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân. Cầu Bắc Luân 2 tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là cái khu này. Hình khá là đẹp. Đây, còn phía bên trong của nó chúng ta nhìn. À, phía bên trong của nó đấy các anh chị. Đây, chúng ta thử đi sang phía bên này nó là cái gì bên tay trái nhé. Bởi vì mình toàn đi có một mình thôi à. Ở khu vực này, trong này hơi tối. Đây, thang máy lên tầng 2, tầng 3 rồi. Em bảo, em này bảo có một tầng thôi mà sao có cái thang lên tầng 2, tầng 3 vậy. Đây, thang máy đây. Máy này là xuống là lên tầng 2, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đây cũng một mô hình nữa. Đây là quy hoạch. Đây, mình toàn zoom. Đây là quy hoạch cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây là cái quy hoạch cảng sân bay quốc tế Vân Đồn. À, bên cảng hàng khách quốc tế Vân Đồn này là mình toàn chưa sang. Mình toàn chưa sang ở bên này. Ôi, có cái tuyến đường này là rất là đẹp này. Đấy, tuyến đường này rộng đẹp này. Đây, các cái mô hình của tàu bay đây. Nếu mà như thế này thì xem mô hình này cái là biết ở cảng hành khách quốc tế Vân Đồn là nó như thế nào luôn không? Khá là đẹp. Khu này là cái khu đằng trước. Rất là đẹp luôn. Thời gian tham quan chỉ có 30 phút, chúng ta không đứng lại được nhiều. Đây. Đây là kia. Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh và cảnh quan khu vực đảo Cái Bầu. Wow. Đấy. Nếu mà có những cái video mà mình toàn bảo đến các anh chị là chúng ta về Hạ Long mà chúng ta về ban đêm là rất là đẹp. Bởi vì nhìn đây một cái cảnh phố ban đêm khi mà chúng ta về Hạ Long. Đó, nó đẹp như thế này. Các cái đèn nó được bật sáng lên giống như mô hình. Ở đây thì toàn thấy ví dụ cái đèn chiếu sáng nó làm cũng đẹp này. Nó treo cái đèn này, đèn chiếu sáng này nó treo cũng đẹp luôn ha. Đây là chắc là bản đồ của tỉnh Quảng Ninh. Đây, mình toàn đọc xem nó là cái gì.
là quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đó. Ở trong này thì nó có các cái khung như này. Đấy, trên trần nhà các khung khá là chắc cho cái tòa nhà này. Đây, còn đây là điểm dừng nghỉ khu cổng chào tỉnh Quảng Ninh. Đấy, đây, điểm dừng nghỉ khu cổng chào tỉnh Quảng Ninh. Nó có hình, đây, nó làm rồi và nó có hình này. Còn đây là mô hình của nó. Đấy, cái cổng chào tỉnh Quảng Ninh đây các anh chị ạ. Wow, đây là cái gì đây? Khi mà vào trong cái khu này thì chúng ta sẽ biết được là tỉnh Quảng Ninh nó như thế nào luôn ấy. Quy hoạch chung xây dựng thị xã Đông Triều đến năm 2030. Đó. Wow, còn đây là cái gì mà nghe đồ số vậy? Đây. Đây là quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả đến năm 2030. Thành phố Cẩm Phả. Đấy, cái sự phát triển của Quảng Ninh anh chị và cô chú nhìn thấy. Chúng ta sang đây tiếp xem nó là cái gì. Wow, khu này thì đúng là đây, đồi bà chùa Ba Vàng này đúng. Khu du lịch tâm linh chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây, chúng ta đứng ở đây là chúng ta nhìn được luôn là cái kiến trúc của chùa Ba Vàng luôn á. Đẹp không? Chùa Ba Vàng là một trong những cái điểm du lịch của thành phố Uông Bí nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Là một trong những ngôi chùa mà cá nhân Minh Toàn đi cũng khá nhiều chùa, nhưng mà cá nhân Minh Toàn thấy một trong những ngôi chùa đẹp nhất nhì của đất nước Việt Nam chúng ta. Với diện tích thì Minh Toàn không nói, nhưng về vẻ đẹp thì đẹp nhất nhì của Việt Nam chúng ta là chùa Ba Vàng ấy. Còn đây là cái mô hình quy hoạch trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch tại khu vực bến xe Dạ Oan. Đây. Còn đây là cái quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái resort Hồ Yên Trung. Tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 1/2000, tức là nó mà rộng 2000 m² thì ở đây là người ta chỉ quy hoạch theo 1 m² thôi các anh chị ạ. Tỷ lệ 1/2000. Rất là đẹp. Còn khu này tối này thì không biết là khu nào. Đây là quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí. Hơi tối nha. Cái ảnh này hơi tối. Đây là cái gì đây? Mô hình quy hoạch khu phức hợp đô thị công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ cảng biển công nghiệp đầm Nhà Mạc. Khá là đẹp.
Đây, bên này cũng có mô hình nữa. Đây là mô hình quy hoạch khu phức hợp đô thị công nghiệp công nghệ cao Amata. Đây là các cái người ta triển lãm cái khu quy hoạch hết đây các anh chị ạ. Đấy, toàn là quy hoạch khu triển lãm của các cái khu đô thị của tỉnh Quảng Ninh. Nếu cô chú và anh chị mà muốn xem toàn bộ về tỉnh Quảng Ninh mà chúng ta không mất thời gian, hoặc là chúng ta xem tỉnh Quảng Ninh phát triển đến đâu, thì chúng ta đã nên vào cái cung quy hoạch này để chúng ta xem các mô hình này. Đây là một cái điểm du lịch cũng khá là thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi mà đến khu vực này, khi mà đến Hạ Long ấy. Video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây và Minh Toàn đi ra ngoài phía trước để Minh Toàn quay ở phía trước. Nếu cô chú và anh chị quan tâm đến những cái cuộc sống của Hạ Long nói riêng và ở Việt Nam nói chung, thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để xem những cái video mới về Hạ Long và về Việt Nam. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Xin hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.